Trương Triết Hạng, nam chính Sơn Hà Lệnh lộ quá khứ hẹn hò cùng Ngô Thư Hân. Trương Triết Hạng sinh năm 1991 tại thành phố Giang Tây, nước Trung Quốc. Anh là diễn viên tài năng. Anh nổi tiếng qua những bộ phim như Phân Tịch Truyện, Như Ý Vương Phi, Ai Cũng Khao Khát Gặp Được Em. Mỹ nam 9X được khen ngợi sở hữu ngoại hình điển trai, góc nghiêng thần thánh, nụ cười tỏa nắng. Đi cùng chiều cao lý tưởng khiến Trương Triết Hạng lúc nào cũng rất phong độ. Đa số đều khen ngợi nhan sắc của anh khi đóng những vai cổ trang, còn soái ca hơn cả hình tượng hiện đại. Hành trình sự nghiệp của Trương Triết Hạng. Năm 19 tuổi, khi đang học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải, Trương Triết Hạng đã lọt vào mắt xanh của biên kịch Vua Chính và khuyên anh nên gia nhập vào công ty của mình. Sau khi suy nghĩ, Triết Hạng đã chính thức trở thành gà cưng của Vua Chính, được lăng xê qua nhiều tác phẩm như Cuồng Vi Hoàng Cung, Đại Hán Tình Duyên Vân Ca Trùng, Cung Tỏa Liên Thành, Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Đến năm 2015, Trương Triết Hạng có vai chính đầu tay trong phim Ban Thục Truyền Kỳ, đóng cặp với mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm. Tuy bộ phim không được thành công, nhưng Triết Hạng đã có cơ hội ghi điểm trong mắt khán giả nhờ khả năng diễn xuất. Qua năm sau, Mỹ Nam 9X lại tiếp tục nhận vai chính trong Bán Yêu Khuynh Thành. Dù đảm nhận nhiều phim, nhưng Trương Triết Hạng vẫn chưa được lọt vào top lưu lượng. Nhưng nhiều người vẫn tin, rồi anh sẽ bạo hồng mà thôi. Năm 2018, Trương Triết Hạng có sự kết hợp cùng Cúc Tình Y trong Vân Tịch Truyện. Phim đã thu về hơn 76 triệu lượt xem online chỉ sau ngày đầu lên sóng. Đây là một thành tích cực kỳ ấn tượng. Nhờ bộ phim này mà Trương Triết Hạng nhận được sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo khán giả. Kể từ đó, sự nghiệp của anh cũng bắt đầu thăng hoa hơn, có bước đột phá lớn. Tháng 10 năm 2020, Như Ý Vương Phi được lên sóng. Đây là bộ phim thứ hai mà Trương Triết Hạng cùng Cúc Tình Y hợp tác sau Vân Tịch Truyện. Lúc đầu, bộ phim bị chê về tạo hình, nhưng sau đó phim lại ghi điểm với khán giả nhờ tình tiết và nội dung hợp lý, cùng với diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên đã tạo nên hiệu ứng rất tốt. Nhiều khán giả thậm chí còn tuyên bố sẽ đẩy thuyền cho Cúc Tình Y, Trương Triết Hạng nếu như cặp đôi hẹn hò ngoài đời thực. Không chỉ ăn ý ở trên phim, ở ngoài đời, tương tác của Cúc Tình Y và Trương Triết Hạng cũng tạo ra không ít chemistry, khiến các fan phải quán quéo. Có một điều không thể nào phủ nhận được, đó chính là mỗi lần Cúc Tình Y và Trương Triết Hạng xuất hiện bên nhau, thì sự đẹp đôi giữa hai người lại được phô diễn hết cỡ. Thời điểm phát sóng ở Trung Quốc, Như Ý Vương Phi trở thành đề tài hot trên các nền tảng mạng xã hội, đứng đầu danh sách các phim có lượt view cao trong ngày. Hiện tại, bộ phim Sơn Hà Lệnh của Trương Triết Hạng đang được lên sóng. Phim do Trương Triết Hạng và Cung Tuấn đảm nhận vai chính, chính thức lên sóng vào ngày 22 tháng 2 vừa qua, là phát sóng đầu tiên cho dự án đam mỹ lên sóng trong năm nay, thu hút rất nhiều sự thảo luận của khán giả. Không phụ sự mong đợi, chỉ trong 3 ngày phát sóng, Sơn Hà Lệnh đã bứt phá, đứng thứ nhất trong bảng Top Big siêu thoại dành cho phim truyền hình, đứng thứ hai trong bảng Hot Search của IQI. Trước sức nóng của Sơn Hà Lệnh, Đăng Tấn, Tencent đã lập tức mở khóa VIP cho Trần Tình Lệnh để khán giả có thể xem miễn phí. Bên cạnh đó, Jungkook cũng lên tiếng phủ nhận, thông báo Jungkook là kênh duy nhất phát sóng Sơn Hà Lệnh, sức cạnh tranh có thể nói vô cùng kịch liệt. Sơn Hà Lệnh được dự đoán kế thừa sức nóng của Trần Tình Lệnh. Trước khi Sơn Hà Lệnh lên sóng đã diễn ra cuộc đấu tranh giữa fan cả hai nhà. Hẹn hò với Ngô Thư Hân từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Mới đây, một blogger xứ Trung bất ngờ đăng tải loạt ảnh cũ của Trương Triết Hạng và Ngô Thư Hân, dấy lên nghi vấn hẹn hò. Được biết vào năm 2014, Trương Triết Hạng dẫn Ngô Thư Hân về trường cũ xem mình thi đấu bóng rổ. Khi đó, Trương Triết Hạng là ngôi sao mới, được trường cấp 3 mời về tham gia thi đấu một trận bóng, trong khi Ngô Thư Hân vẫn chưa gia nhập làng giải trí. Nhiều cư dân mạng khẳng định Ngô Thư Hân và Trương Triết Hạng có quan hệ tình cảm, song vì thời điểm đó, nữ diễn viên chưa nổi tiếng nên họ không biết đó là ai. Dưới bài đăng của blogger, nhiều bạn đọc bình luận đây đã là chuyện của quá khứ, không nên đào lại. Ngô Thư Hân sinh năm 1995, từng tham gia một vài bộ phim truyền hình ăn khách như Quân Sư Liên Minh và Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Cô trở nên nổi tiếng hơn sau khi góp mặt trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn Hai vào năm 2019, đồng thời lọt top debut với nhóm nhạc nữ The Night. Ở khía cạnh diễn xuất, Ngô Thư Hân được chú ý từ vai diễn Thái Mẫn Mẫn, đóng cặp cùng Trương Vũ Kiếm trong Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Ngoài đời, Ngô Thư Hân từng được cho là hẹn hò cùng Triệu Chí Vĩ từ sau chương trình Great One mà cả hai tham gia chung. Nhưng sau đó cũng có tin bác bỏ, cả hai chỉ là hẹn hò theo kịch bản chương trình yêu cầu. Trương Triết Hạng là người có lối diễn linh hoạt cùng ngoại hình sáng, thế nhưng con đường nổi tiếng của anh lại đến trễ hơn người khác. Nhiều cộng đồng mạng nói rằng với tài nguyên mà anh đang có, lẽ ra Trương Triết Hạng phải đã nổi tiếng từ lâu rồi. Nhưng hiện tại cũng chưa là quá muộn khi anh đang dần được chào đón nhiều hơn trước.